Này, văn phòng Group Bất Động Sản và Dự án Việt Nam, công ty Sơn S. Đây, văn phòng vừa qua coi như là trong vòng 24 giờ đồng hồ đã vận động quyên góp từ thành viên và bạn bè. Một số anh em được bao gồm là hơn 150 thùng mì gói. Đây, hơn 150 thùng mì và 200 suất bánh và 100 nước mắm Nam Ngư nha, Nam Ngư đàng hoàng ngàn Nam Ngư, và 100 dầu ăn, 100 muối, 100 bột ngọt, và hơn gần 1.000 mấy vở viết, cùng với sẽ là cho 100 suất, 100 suất để hỗ trợ học bổng cho 100 trẻ em nghèo của vùng đồng bào nghèo hoặc là vùng sạt lở hoặc vùng ngập úng. Đấy, trong vòng 24 giờ nhưng mà chắc là nắng lên này cũng sẽ được nhiều cho nhiều. Ở tinh thần lá lành đùm lá rách, hỗ trợ cho mọi người để công tác chuẩn bị tốt hơn. Thì nói chung là cũng cảm ơn tất cả các tấm lòng hảo tâm của các bạn bè của Hiền, cũng với lại của các thành viên. Tuy rằng thành viên cũng không phải là giàu có gì nhưng mà lá lành đùm rách rách đùm rách hơn. Thì cũng thay mặt group công ty CNF cảm ơn, và sẽ có cái lời mời cùng với mọi người sẽ đi để cùng trải nghiệm thực tế để cho đã biết bà con chúng ta khổ như thế nào. Thực ra thì cũng không phải là vui vẻ gì, nhưng mà với tấm lòng phát tâm để hỗ trợ mọi người thì mong mọi người cũng lại đây là sự chung tay đóng góp. Thì cũng cảm ơn bà con chưa nhận được cảm ơn, nhưng Hiền sẽ thay mặt bà con sẽ cảm ơn trước mọi người. Đó là một điều đáng quý trong cái nhân bản của cái từ thiện trong tâm của mỗi người. Đấy. Còn bột ngọt chưa giao và chăm suất, nói chung là đây gọi là Bất Động Sản Dự án Việt Nam.